Dạ, Thái xin chào cả nhà. Hiện tại Thái đứng ở đây là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ha. Hôm nay Thái tham quan một cái làng của gọi là thị phủ gì đó, trồng hành tím và củ cải trắng và những cái rau củ như là cà chua hay là ớt chuông ha. Phía bên tay phải của Thái nè, đây phía bên tay phải của Thái nè, đó là cái trồng hành tím á mọi người. Thái đã từng thấy hồi sáng, Thái đã làm một clip riêng biệt của hành tím rồi, mọi người vô kênh YouTube của Thái xem ha. Còn phía bên đây là trồng củ cải trắng, hiện tại ta mới cái gieo giống thôi, chưa có mà ra trái ha. Rồi hôm nay thì mình tham quan một cái nơi trồng cà chua đi ha. Đây là chú đang làm ở đó, cà chua đang có trái rồi đó mọi người, trái nó cũng lớn rồi, có xanh có đỏ có ha. Đây, vào bên trong tham quan giùm cùng Thái đi xem chú đang làm như thế nào ha, và cách trồng ra sao ha mọi người. Cái này đất này mình trồng sao chú ha? Dạ, đất này mình chỉ đất nó vậy thôi mình trồng đại hả chú ạ? Dạ 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 cái này mình trồng rồi mình tới ngày mình hái nó chín, mình hái mình chở ra Bạc Liêu mình bán cái gì chú? Dạ, cái này vậy là coi như mình bán cho dựa thôi phải không? Dạ. Trái cà là mọi người nhìn nó quá trời là ngon luôn á. Đây nè, cà nó tươi nè. Rất nhiều luôn. Cái này khoảng nhiêu công chú ơi? Là khoảng 2 công ha. Nhìn quá trời luôn. Cái này của chú không ạ? Dạ. Dạ. Dạ, cái này là nó mới thôi phải không chú ha? Mới thôi nè. Mà nhìn nó rất là ngon. Cái này cà này là chú trồng bao lâu mới mình thu hoạch một lần hả chú? Nó cỡ 2 tháng mấy, chừng 2 hơn 2 tháng 3 tháng thu hoạch rồi. Dạ. Cái này chú trồng cái này là chú có bón phân hay là gì không, là mình trồng thiên nhiên? Dạ. Dạ. Dạ, nhìn nó ngon quá ha. Nó tươi mà nó ngon nè. Nhìn mấy trái nó đấy. Dạ. Một ngày chú tưới nước là bao nhiêu lần? Lép trái coi như để cho nó tươi hoài phải không? Dạ. Dạ. Hồi nãy con đi ngang á, con thấy nhìn nó ngon quá. Rồi con xin vô xin chú để con quay để cho bà con mình xem á chú. Rồi nữa bà con mình có nhu cầu mua hay là gì đó thì con chỉ vô đây. Dạ. Là mấy trái nó chín hết trơn nè mọi người. Quá trời ngon luôn, nhìn nó quá trời ngon luôn. Cái này mà nếu mà khoảng tầm khoảng tuần không chú, thêm tuần nữa mình thu hoạch được không? Nếu mà muốn bẻ, mới muốn bẻ nữa, bẻ để cái gốc trước đó. Gốc trước thôi chú. Dạ dạ. Này thì tầm nhìn nó nhùm cây thì nó chín và trái, nhùm trái thì nó còn người ta xanh. Quá trời ngon luôn nhùm mọi người. Nó chín mà len lỏi như thế này nè mọi người. Đó, nó dài dài đó luôn á mọi người. Cái góc bên kia là của cô chú luôn hay sao chú? Đất bên kia. Dạ. Không trồng hành hả? Thấy người ta trong đó con thấy người ta trồng mấy cái gì
À, củ cải trắng. Dạ. Thì tính ra chú già lần đó tầm khoảng 5 công ha. Dạ. Dạ dạ. Thả đi thêm một vòng nữa xem cho mọi người xem ha, cà chú trồng nè. Nhìn rất là ngon luôn á mọi người. Đây đó, cà nó len lỏi đó, nó chín dặn chín cây á. Đây, giờ đây nhìn rõ hơn nè. Này nó cũng chưa có gọi là chín đâu, nó có vài trái, nó một nhúm thì vài trái nó chín thôi, còn cái nó còn xanh lắm. Thì rất là nhiều luôn ha. Dài dài bên đó luôn luôn. À, Thái xin nói thêm á, trong đây á, là đa phần á, là bà con mình ở đây á, là trồng một là cà, ớt, hành hay là củ cải trắng ha, đa phần luôn. Đây cái cây này nhìn dễ nên nhìn quá chợ luôn rồi. Có vài trái nó hư thì người ta sẽ bỏ nha. Thì dài dài luôn mọi người. Khá là nhiều luôn ha. Này nó còn hơi nhỏ thôi, nó chưa có bự đâu. Nó bự lên nó nhìn đẹp lắm. Đó, cái dãy bên đó là cái điện gió ở Vĩnh Châu đó mọi người. Hay nữa là mấy ngày mấy anh này người ta làm xới đất rồi, chuẩn bị ta trồng rồi ha. Còn là khúc mà đó, đi dài dài đó là toàn là trồng. Khúc này toàn là trồng cà không nè. Đó không nè. Quá trời luôn mọi người, nhìn thấy ham luôn mọi người. Đây cà nè, thấy không? Giống chín rồi, chín trên cây á. Nhìn rất là ngon luôn. Trời, nó mọc len lỏi như vậy nè mọi người. Đây có trái nhỏ, trái lớn ha, còn xanh đỏ. Đây nó mọc tới ngoài đây luôn. Nó giống chùm 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 vậy đó. Nói luôn là trong đây là đất đai phì nhiêu luôn ha, làm như là trồng cái gì cũng được hơn sao á. Ta thấy nãy Thái đi cũng bên trong kia là có cát không, người ta trồng củ cải trắng cũng được nữa. Còn bên kia là người ta trồng củ hành ha, củ hành tím á, nhìn rất là ngon luôn á mọi người. Đây nào quá trời luôn nè. Thái ta có từng làm một cái clip rồi ở chợ nông sản Bạc Liêu ha, đa phần luôn Sóc Trăng người ta xuống rau củ quả ta giao khá nhiều luôn mọi người. Nhóc cái chân nè. Đây này quá trời ngon này, nhìn nè. Trời ơi, cặp nó ngon mọi người ơi. Rồi nó len lỏi mà nó ngon, cái này nó ngon hơn hồi nãy nữa. Nhìn nó quá trời luôn mọi người.
cù quá trời luôn. Đây là tổng quan cái vườn của chú ha, tầm khoảng 2 công đất đó mọi người, trồng cà không ha. Thái cũng xin dừng video ha, chúc cho mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh Thái ủng hộ Thái nha. Like, share rồi xin tạm biệt mọi người ạ.